Chào các anh chị và các bạn đã trở lại với Là Đà Lạt. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi xem cái đồi Thiên Phúc Đức, cái khu mà chụp hình cũng rất là đẹp. Thì về tình hình dịch bệnh thì có thể mình sẽ để ở đây cho mọi người nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh ở Đà Lạt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì ngày hôm qua thì theo mình thấy là dịch bệnh nó chỉ bùng phát ở 1-2 ca thôi, hay 1-2 ca ở những cái chỗ mà hiện tại đang được quản lý rồi, đang được kiểm soát rồi. Thì bây giờ hãy cùng Là Lạt đi nha. Đoạn này là đường Nguyễn Siêu, Bạch Đằng đi vòng qua ngay cái chợ số 6. Thì mọi người đi đồi Thiên Phúc Đức thì có thể đi bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua, hoặc là bên đường Phù Đổng Thiên Vương, đi qua khu vực Thánh Mẫu đều được. Đây khu vực chợ, mọi người sẽ tìm đến cái đường về ký túc xá sinh viên Đà Lạt. Nó sẽ rẽ bên trái này, nhưng mà mình sẽ rẽ phải, mình sẽ đi né cái hai khu chung cư mà hiện tại đang trở thành cái nơi cho người ta gì ta, cho người ta cách ly á, cách ly tập trung ở đấy. Thì cái khu vực chợ này cũng đang tạm nghỉ mấy hôm rồi. Mình sẽ vòng qua cái đường đi bên đường Nguyễn Hoàng á, nó sẽ né đi cái đường Thánh Mẫu và đường Công Chúa Ngọc Hân. Đây là đường Thánh Mẫu, còn cái lối rẽ vừa rồi á là đường Công Chúa Ngọc Hân. Cái đồi Thiên Phúc Đức thì mình cũng chưa đến. Mình chỉ mới đến cái trường lái Thiên Phúc Đức để học lái xe thôi. Mà cái hồi đó thì nó chưa, cái hồi mình học lái xe thì chưa có cái training về cái thông cô đơn hay là cái đổi cô đơn gì đấy đâu. Đó, thì đoạn này sẽ đi vòng qua cái nhà thờ Thánh Mẫu và ngay cái bệnh viện Di ấy, thì có một cái đường đi vào đấy. Hồi trước mình cũng có đi cho mọi người xem cái đường đấy rồi. Ngày hôm qua là một trải nghiệm, nó thực sự nó vui đối với mình khi mà đi cái cung đường lên bên đồi Đa Phú á, nó vui ơi là vui luôn. Mặc dù đúng là nó hơi liều thật, rồi xe hư rồi té rồi các thứ cũng hơi nguy hiểm một xíu. Hôm sau chắc phải tìm những cái lựa chọn đường đi nó an toàn hơn, thay vì đi kiểu phiêu lưu như vậy. Bây giờ mình sẽ rẽ trái ở đây, thì là đường Phù Đổng đi vào Thánh Mẫu là đường này, rẽ trái ở đây. Ok, thì trong này nó đi vào cái khu gọi là khu đất mới nữa, thì người ta trồng rau trong này cũng rất là nhiều luôn. Có những cái tên đường Phiên Ỉ Lan mình không biết luôn. Chắc hôm nào phải làm một cái series những cái tên đường kỳ lạ ở Đà Lạt. Nhiều cái tên nó lạ luôn. Thì đây là cái cung đường mà hồi trước mình với anh Khoa đi xem mọi người đi thu gom rau gửi về vùng dịch này. Thì
thì bên phải đây là cái khu vực nghĩa trang Thánh Mẫu, và mình sẽ đi vào bên tay trái. Đó, hai cái tòa nhà trước mặt. Hai tòa nhà trước mặt đó là ký túc xá sinh viên. Đây là bắp sú này. Bắp sú này vẫn chưa gần thu hoạch được thôi, chưa thu hoạch được. Hôm bữa là mình đi qua đây này, cách đây chắc mấy tháng hả? Chưa đến tháng nhỉ. Thì cái bắp sú này người ta đang trồng, mọi người nhớ không này? Từ cái đường Nguyễn Hoàng á, mà bây giờ này, thấy không? Bây giờ nó to vậy á. Thì thú thực là phân với ấy rất là nhiều. Còn đây là hành tây, à cần tây, nhưng mà cần tây này trồng hữu cơ này, tức là người ta sẽ không sử dụng thuốc với hóa chất. Tại vì cái cần mà sử dụng gần nhà kính và trồng công nghiệp nó to đẹp lắm. Và cái cần này là cần tây hữu cơ. Trời ơi, cái xe cá vừa đi qua, cái xe phân cá, thúi quá. Nó túi nó sóc hết lên tận lỗ mũi luôn á. Thì hàng củ, rau củ, rau thì có một số loại, còn củ thì ở Đà Lạt thì vẫn có nhiều, Đức Trọng vẫn có nhiều loại là nhập từ Trung Quốc. Những thứ nó dễ như là khoai lang này, rồi cà rốt này, hành tây này, đó thì những cái đó là người ta còn nhập từ Trung Quốc về chứ. Rồi bắp sú tím này, sú trắng, sú tím này, đặc điểm để nhận dạng nhất là mấy cái loại này á, nó đều lắm, nó đều 10 trái như một luôn, nó không bị lệch một trái nào hết á. Còn cái hành tây Đà Lạt đó hay là sú trắng Đà Lạt đó, nếu mà trồng kiểu gì thì trồng á, chứ một lô vậy đi nguyên sọt vậy là nó vẫn cứ có một trái to một trái nhỏ. Còn hàng của Trung Quốc á thì nó đều lắm, nó tròn đều vành vạch luôn. Không phải vì nó trồng ở Trung Quốc mà độc đâu, thì mình nghĩ là hàng Đà Lạt hay hàng Trung Quốc thì nó cũng độc như nhau. Tức là cái sử dụng cái gọi là dư lượng cái hóa chất, dư lượng cái bảo vệ thực vật, cái phân bón ở trong rau củ á, thì rất là nhiều. Nhưng mà hàng Trung Quốc đưa về mình á, thì có thêm cái độc nữa là cái chất bảo quản, cái thùng bảo quản của nó, cái chất bảo quản của nó sẽ độc của chất đó. Thì hai cái nhà này, hiện tại hai căn này, ý nhất là một căn bên này này, thì mình đang thấy nó là cái khu vực cách ly y tế tập trung, nó người ta sẽ tập trung cách ly y tế ở đây, cho nên cái chỗ này thì mình sẽ phải hạn chế đi qua đi lại ở đây, khu vực này, cái tòa nhà này. Thì cái hình hôm qua mình đưa thì người ta sẽ chụp ở đây này, F cách ly hai mấy ngày thì F0 tự nhiên chuyển thành F1 chuyển thành F0 đó, cách ly 25 ngày thì bắt đầu mới chuyển thành. Bây giờ thì cứ đi thẳng con đường ở đây. Ngày xưa lúc mà học lái xe á, cái đường này người ta chưa làm á, thì đi nó xấu lắm, bùn đất không. Cái bắp sú của Trung Quốc với cải thảo, bắp sú nhé, bắp sú trắng và sú tím của Trung Quốc á, thì người ta xe chạy qua thì người ta tròn đều lắm, người ta bỏ trong cái thùng xốp. Mà cái thùng xốp đó thì nó, cái thùng xốp đó nha, nó không có một cái, không thấy cái gì luôn, chỉ mở ra chỉ ngửi thấy cái mùi rất là thúi và cảm giác rất là lạnh luôn. Cầm quả bắp sú rất là lạnh luôn, mà mình không có một cái chất, một cái nước nào hết đó. Thì giống như kiểu là người ta bỏ xịt một cái loại thuốc vào. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái cần tây. Cần tây, trở lại cái xe phân bón. Cần tây á, thì nó có cần tây nhà kính và cái cần tây này là cần tây ở ngoài.
thì cái cần tây này thì không biết là có phải cần tây hữu cơ không, nhưng không biết trồng hữu cơ hay không, tại vì người ta xịt thì hên xui à. Thì cái cần tây này nó sẽ nhỏ này, à, cái trái cần tây có thể hữu cơ thì nó sẽ nhỏ như vậy này. Còn chăm thuốc và đều á thì cái cần tây, trái cần tây nó sẽ to như vậy này, to lắm, và nó sẽ không bị ăn như vậy đâu, tại vì người ta phải phun thuốc hàng ngày, không có con nhớt và cái con ấy nó ăn lá như vậy, tại vì cái lá cần tây này nó non nõn nà lắm. Thì cái vườn cần tây đây chắc là vườn cần tây sạch hữu cơ thôi, chứ nó chưa phải là organic. Organic thì hôm nào mình sẽ quay cho các bạn xem một cái vườn organic mà bạn của mình hiện tại đang làm, chỉ mỗi trồng organic thôi. Thì cái trồng organic thì nhìn rau nó xấu lắm, mệt nhất là phải đi bắt sâu và nhổ cỏ thôi, hoặc là để theo kiểu tự dưỡng á, tức là làm cỏ làm đất một lần và trồng lên như vậy, và bắt buộc cái cây đó phải tự sinh sôi. À, đến đoạn này thì rẽ phải nha mọi người, rẽ phải đi lên đường Thiên Phúc Đức, à, Trường Lái, để cho cái cây tự nó chống chọi với thời tiết là một này, tự chống chọi với sâu bệnh và tự chống chọi với cỏ mọi thứ. Thì cái sức bền bỉ chống chọi như vậy á thì cái cây đó nó mới quý, và nó nhỏ lắm, cái cần tây nó xấu là xấu luôn, và cái đó ép uống thì nó mới tốt. Còn mấy cái cần mà to đẹp ở ngoài chợ bán ép uống á thì mọi người nên có cái máy lọc hoa quả gì đấy, tại vì cái dư lượng chất thuốc trừ sâu rất là nhiều. Ở đây có mấy vườn bắp sú người ta đang thu hoạch này, ở phía dưới này đây là cung đường chính đi vào cái Trường Lái Thiên Phúc Đức. Qua đây quay sơ cho mọi người xem, ở dưới này thì đang thu hoạch bắp sú, người ta thu hoạch cả vườn luôn, nhìn thích quá. Cái đồi Thiên Phúc Đức thì cũng gần đến rồi. Đó, ở dưới này này. Người ta thu hoạch hết rồi này. Đó. Thì cái vườn lúc nãy mình đi qua đó nó phải to hơn thêm một tí nữa, bắt đầu người ta mới thu hoạch. Đó. Trời ơi, ghê chưa? Nguyên cả một vườn to ở phía dưới luôn. Người ta thu hoạch thành từng chặt rồi bỏ từng cái bao tải vậy và đưa lên cái xe càng. Cái xe càng có đường lên ở đây này này. Thích quá. Đó. Cái bắp sú này thì người ta sẽ không trồng trong nhà kính, tại vì nó cần sương và mưa nhiều. Nó cần sương và mưa nhiều và nó không cần nhiệt độ ổn định. Còn cả cái loại rau mà trồng ở trong nhà kính ấy, thì nó cần cái nhiệt độ ổn định, và nó dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh hơn, bởi sâu bọ hơn. Sâu bọ rồi ong chích muỗi đốt các thứ đấy. Thì có nhiều loại trồng ở trong nhà kính thì nó sẽ hạn chế được cái đó. Lâu lắm rồi mình không có đi vào cái đường này, cái đường đi vào Thiên Phúc Đức này, tại vì hồi xưa học lái xe thì có vào thôi. Ngày xưa suốt 2-3 tháng thì tuần mấy ngày đó, ăn rồi cứ suốt ngày đi vào đây học lái xe thôi. Nhưng mà lúc đó lâu rồi, lúc 2015, 2014 thôi, sinh viên rồi. Lúc đó là học bằng lái xe B2. Còn hồi năm nhất, năm 2 gì đấy là học lái bằng xe máy. À đây, đứng đây thì vẫn thấy cái đồi Thiên Phúc Đức này. Hình như cái đồi mà mọi người chụp hình là trên cái đồi mây trên này sao á. Đúng rồi, chỉ có một cái đường đó thôi. Xem cái chỗ này có cái chỗ nào nữa không. Cái đồi mà mọi người chụp hình rồi nhìn xuống thấy cái khu nghĩa trang á, mà có thấy một cái cây cũng gọi là cô đơn luôn và là cái cây đồi Thiên Phúc Đức thì không biết là cây như thế nào.
Hồi trước mình chỉ đến đâu, đến khu vực đoạn này đi vào trong cái trường lái thôi là mình vòng ra rồi. Nó gần đến trường lái thì bắt đầu sẽ có một cái lối rẽ phải. Ở trong này thì phần lớn là rau củ các thứ này. Đó, đây là một vườn bắp su nữa, nhưng mà cái vườn này có vẻ nó hư rồi hay sao á, hay là nó chưa đến tuổi thu hoạch. Thúi quá à, cái xe phân cá này thúi quá à. Hình như là đi nhầm đường rồi. Chưa đến trường lái thì đã rẽ phải rồi. Còn đây là trong khu vực trường lái này. Đây là trong khu vực trường lái. Phải chờ cho cái xe phân cá đi qua đã. Tiền thể thì thay một cục pin luôn. Ở đây nhiều đường lên quá mà không biết đường nào nữa. Nào có hai đường lên. Nào lên đường nào nó dễ đi hơn thì được ha. Wow, sao ở những con đường như vậy sao lên. Lái xe phân cá đi qua. Trời thúi quá. Ở đây có bãi cắm trại à, cho thuê xe à gì đấy. Giữ xe luôn này. Theo Google thì nó sẽ chỉ lên cái đường này này. Cái đường này thì sao mà đi nổi. Cái đường này thì chịu thua luôn á. Cái này đi bộ còn không lên được á. Cái này xe càng lên ghê ha. Đi được những cái đường này luôn. Đi lòng vòng này xem có đường lên không. Không là chắc là lúc nãy là đi theo cái đường đấy. Leo lên con dốc đấy. Này thì cũng không đi bằng xe máy được. Không thử đâu, ngày hôm qua giờ mạo hiểm rồi. Vườn dâu thắng Mỹ hả? Hình như là đường này đi vào vườn dâu nhà người ta rồi. Vậy là phải đi bộ rồi. Phải đi bộ vào rồi, phải đi bộ lên dốc rồi. Đây là cái khu Nguyễn Hoàng, xa tí từ ngoài kia đó. Nãy giờ mình đi lòng vòng. Bây giờ mình sẽ dừng xe ở một góc rồi mình đi bộ lên. Tức là cái chỗ, cái đồi này thì không đi được bằng xe máy lên rồi. Bản đồ thì thấy các cái đường mòn, nhưng mà chắc là không đi được. Chỉ có đi bộ thôi. Cái đường này thì đang sỏi đá quá cho nên nó khá là gành. Mình sẽ dừng xe ở đây. Mình đi lên. Đi xuống chắc không mất xe đâu. Rồi ok, để đi bộ lên xem nào. Thì không biết là thấy mọi người search cái thấy cái bản đồ search đó thì đi đúng đường rồi đấy, nhưng mà hình như là phải gửi xe ở dưới cái nhà dân lúc nãy thì mới đi bộ lên được. Cái đường này thực sự thì
xe máy lên là cả một thứ gì đó kinh khủng đấy. Đang nghĩ là có thể đi được, đang hơi ảo tưởng. Ở đây biết là vườn người ta trồng cái gì. Cây này hình như là cải thảo luôn. Rồi đi lên thì nó chỉ cái đường lên nó khó thôi, còn nếu mà có dấu bánh xe thì mình cũng sẽ thử đi lên thôi. Không có dấu bánh xe. Ở đây là farm của nhà người ta này, nếu như mà người ta cho đi á đó thì có thể là đâm lên cái đó, đâm qua cái farm nhà người ta, cái kho nhà người ta rồi chui qua đây là được này. Nhưng mà chắc không được đâu. Thúi quá, sao có mùi phân cá vậy nhỉ? Hôm qua ở cái khu vực đồi Thiên Phúc Đức á, là không, khu vực đồi Đa Phú á thì toàn mùi phân ngựa không. Lên đây toàn mùi phân cá. Thúi quá. Người ta đang bón phân. Người ta đang bón phân trong nhà kính lên này. Chả trách nó thúi vậy. Trời ơi. Ở cái mùi này biết chắc về không ăn cơm được luôn á. Không biết đây có phải là quả đồi mà mọi người hay chụp hình không nữa. Tại vì nó nhìn nó hơi là lạ. Đây có một quả đồi và cái cây được thông đầu tiên mình bắt gặp, cảm giác giống như là chưa phải như chỗ các bạn mà chụp hình như sao á. Bây giờ lên đây thì nắng ráo rồi, nắng ơi là nắng rồi. Wow, có cái cây thông nào mà nhìn xuống một cái thung lũng á, nhìn xuống một cái thung lũng nhà dân á. Cái đồi này thì gần, đường dễ đi. Vô thì phải có chỗ gửi xe. Ngay góc dưới này này. Quán cà phê ngay góc dưới này. Gửi xe để lên đây đi bộ cắm trại vậy đấy. Thì cắm trại trên này thì mình để mình lên mình xem thế này sao. Cái chỗ này thực ra cũng gần. Cũng dễ. Wow. Cái ba lô của mình nó phải gần 10 kg á. Laptop các thứ máy hình. Wow, lên được đỉnh đồi rồi, đỉnh đồi Thiên Phúc Đức. Wow, không biết là mấy cái cây thông các bạn chụp hình ở đâu. Trên này bằng phẳng, nếu mà xe lên được hoặc là thuê xe càng chở nước các thứ lên đây chơi cũng được, nhưng mà ban ngày nó ít thông lắm. Thông ở đây nó lùn, cho nên bóng cho mình chờ một xíu đó. Cái bóng mát nó không có nhiều. Đi cũng khá xa rồi đấy. Đó, đây góc view này là nhìn qua bên trường lái ở đây này. Bên trường lái. Bên trường lái thì cũng rất là đẹp. Xung quanh nó được bao bọc bởi thông. Đó. Rồi. Mình phát hiện ra cái cây mà các bạn thường xuyên chụp hình. Chắc là bên này. Nghĩ là cuối bên này rồi. Cái chỗ này thì nó cao như vậy nhưng mà nó ít cái cây to á. Thì cắm trại ở đây buổi tối gió rất là mạnh và buổi trưa ban ngày này thì không có cái gì relax hết á. Nó không thích lắm. Mình vẫn thích trong cây thông cô đơn hơn. Khi mà cái tầm mắt của mình nó ngút ngàn, nó xanh, nó mướt. Cây thông cổ thụ không á. Đây là cái con dốc mà cao ơi là cao, lúc nãy mà mình kêu là sẽ không lên được là cái dốc này này. Còn mình đi vòng từ tít bên này thì nó thấp hơn. Cái con dốc đó làm sao mà xe càng người ta đi được vui ha. À, còn bên này là đỉnh Lambiang. Có phải không ta? Hình như đúng rồi này. Đỉnh Lambiang. Có chỉ đúng không ta? Để tí nữa mình xem nha, có phải đỉnh Lambiang ở đây không nha.
nhìn trọc một một mảng vậy là chính là nó đấy. À đây rồi, đây rồi, cái cây thông mà các bạn trẻ thường xuyên chụp hình là ở đây. Hóa ra là nó không phải nhìn xuống cái khu vực Thánh Mẫu, mà nó nhìn xuống khu vực ở phía trong Lambiang. Yes, chính xác. Đây rồi, chính là cái bạn này, tác giả của chủ nhân của bao nhiêu cái spotlight ở trên mạng. Các bạn đã chụp bao nhiêu hình ở đây, cái cây thông này. Vậy là đúng chính xác, ở khu vực này là đỉnh Lambiang này, khu vực Lạc Dương ở trong này. Đó, vậy là cũng lần đầu tiên mình đến mình thấy cái cây này. Đó, mọi người hãy chụp hình nhìn xuống cái view dưới này. Thú vị ha. Ở đây thì những cái cây thông này nó nhìn nó tội nghiệp ghê á, nó ong eo gì á, nó nhỏ, nó ong eo. Bên này tự nhiên bên này mình phát hiện ra một cái ngôi chùa này, người ta đang xây cái chùa gì to, đình chùa gì to lắm, bây là to luôn á, không mà không biết là đường nào, để hôm nào nghiên cứu xem. Thấy người ta xây các cái cột trụ các thứ mà đang có một tượng Phật to ở giữa nữa, hay như là chùa gì á, khu vực đấy. Còn bên này khu vực nghĩa trang gì này đó. Xong rồi đó, cái cây này, cây này đến nơi rồi đó. Ở đây thì mát, nhưng mà nếu mà mưa to thì ở đây nó sẽ khó để cắm trại, vì mưa to nó cây thông to rất là nhiều. À, cây thông to ở đây không có, rất là bất lợi. Còn đỉnh Lambiang bây giờ thì mây nó bớt che rồi này. Đó, thì trên cái tháp anten này là cái đồi, đỉnh đồi radar. Đó, đi đâu vào trong Lambiang là vào trong ở đâu, ở khu vực dưới này này. Đây, ở đây này, đây là cái khu du lịch Lambiang, mà cái cổng mà hôm bữa mình vào á, mà không, người ta không cho vào, thì bắt đầu đi xe jeep, người ta xe sẽ đi zigzag lên cái quả đồi để cho khách du lịch tham quan. Còn nếu mà đi trekking á, lên đỉnh đồi thì sẽ đi cái đường hướng đi bộ bên này, rồi đi lên trên này, rồi đi lên cái đỉnh Lambiang và cắm trại trên đấy. Đó. Wow. Và đó là buổi sáng hôm nay. À, đi nó cũng hơi mệt một xíu cái cung đường đi bộ thôi. Và mình không phải khó khăn như hôm qua nữa. Hôm qua thực sự nó nhưng mà ngày hôm qua vui là cái thành quả sau khi mà mình đi cái cung đường đó, thì những cái không gian trước mặt, những cái phong cảnh ở trước mặt á, nó làm cho mình cực kỳ thích thú. Đó, thì ngày hôm nay cung đường nó cũng không khó lắm, chỉ mỗi tôi là mùi phân cá nó mùi phân cá nó rải khắp cái cung đường thì cũng rất là vui. Thì đây là lần đầu tiên mình đến cái đồi Thiên Phúc Đức này. Có vẻ các bạn sẽ khó tin, mặc dù là mình từng đã làm hướng dẫn viên du lịch rồi, nhưng mà hướng dẫn viên du lịch sẽ đi những cái nơi, những cái tour mà công ty chỉ thôi. Còn những chỗ mà mang tính chất là nó công cộng, mọi người free này á, thì gần như mình ít đi lắm. Lên quả đồi này cũng rất là thích. Ở trên cùng quả đồi này nó cũng bằng phẳng, thoải mái. Vui chơi team building thế này cũng được, nhưng mà nó không có nước. Nó không có nước thì mình vẫn thích cái chơi chỗ nào gần nước, gần suối, gần hồ, nhìn nó mát mẻ hơn. Và đó là một vòng buổi sáng hôm nay, cái đường đi lên đồi Thiên Phúc Đức. Hy vọng là các anh chị và các bạn có những giây phút vui vẻ, thoải mái, thư giãn tại là Đà Lạt. Và đặc biệt là cái mùa dịch này thì hãy cố gắng lên. Mọi người chúng ta cùng nhau giữ vững tinh thần, cùng nhau động viên để qua những giây phút khó khăn này. Và hẹn gặp lại các anh chị ở những video lần tới tại là Đà Lạt. Bye bye.